Xin chào cả nhà, trở lại kênh của Tính Mộc TV. Chúc cả nhà có một buổi chiều thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. Thì hôm nay sau khi mùa xuân đã qua thì bây giờ là tới mùa hè rồi, nhưng mà hôm nay buổi chiều hôm nay có một cơn mưa rào rất là mát mẻ đó, thì làm cho cái hương sắc cái nhà mình nó là sạch sẽ và sáng sủa hơn. Thì hôm nay đã trời nắng gắt quá nên những cái cây nhà mình nó héo rũ đó, và đằng cuốn của mình nó cũng nóng nực khó chịu đó. Thì hôm nay mình quay cái cảnh đằng cuốn của mình ăn cơm chiều. Thối ăn bất hợp thối vàng. Thằng mâm xong hết rồi. Ăn xong rồi giờ giãn rồi đó. Dằn kem hồi tối ngày cứ đi theo kè theo con sói. Thôi dằn kem béo ơi, béo rồi đây, tối ngày đi theo nó làm cái gì hả? Tối ngày đi theo làm cái gì hả? Ngoan đi, mai cho chở đi chơi. Rồi thôi, nó ăn cơm chiều xong rồi cả nhà. Gấu biểu rồi. Gấu nè biểu rồi. Đô la nè, dàn kem nè, gấu nè, rồi biểu rồi. Gấu đâu? Dàn kem nè, dằn nè. Gấu đâu? Cha của tao. Táp chơi thôi nha, táp dính tay tôi một cái là xong cả đám luôn á nha. Nhịn đói luôn á. Xưng cái tay là khỏi làm ăn luôn á. Béo ai bánh hợp, béo ai lại đây.
Có ngày cái hàng gừ gừ dần kem với sói rồi cứ gừ 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 miết vậy đó. Ở nhà mình thấy ghê không cả nhà? Trời ơi cả. Nó lột. Trời mưa cái nó lôi lên lôi xuống cái sân thấy gớm luôn. Hiểu rồi. Ở đây. Rồi. Đây kìa, đây là. Ăn cơm xong rồi giờ cái đứa cứ đơn kiểu à đơn kiểu rồi cả nhà. Thôi xin dừng video đây nha cả nhà. Chúc cả nhà có một buổi chiều thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. Đó thì lần cuối lần trước là như đây đó, còn lần cuối lần sau nhiều gấp đôi nữa, nên bây giờ mình khoảng 40 mấy đứa rồi. Thôi xin chào, chúc cả nhà thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ mình, động viên mình trong suốt thời gian qua. Thì 3 năm nay từ khi dịch bệnh tới giờ mình không làm ăn gì được hết trơn. Thì nói chung là nhờ rất là nhiều cô chú, cô ba, bác, anh chị em nói chung là giúp đỡ mình rất nhiều. Thôi xin chào.